Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ cùng chia sẻ với các bạn về một chủ đề, đó là 4 cách để trở nên kỷ luật hơn. Có rất nhiều bạn trẻ nhắn tin cho tôi và hỏi tôi rằng: "Anh Thái ơi, làm sao anh có thể dậy sớm mỗi ngày như vậy để chạy bộ, kể cả lúc anh đang đi công tác ở trong nước hay đặc biệt ngay cả anh đang đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài?" Tôi chỉ xin trả lời, đó là mấu chốt nằm ở chỗ sự kỷ luật. Có rất nhiều người cho rằng kỷ luật là đi đôi với sự gò bó, nhưng tôi lại cho rằng kỷ luật chính là sự tự do. Đa số chúng ta đều biết rằng chúng ta cần phải làm những điều mà chúng ta phải làm để đạt được những điều mà chúng ta muốn, nhưng chúng ta lại không làm điều đó. Chúng ta biết rằng chạy bộ mỗi ngày sẽ giúp chúng ta khỏe lên, nhưng chúng ta lại không chạy. Chúng ta cũng biết rằng đọc sách mỗi ngày sẽ giúp chúng ta gia tăng kiến thức, từ đó gia tăng giá trị của bản thân, và điều đó sẽ giúp chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng chúng ta lại không đọc sách. Đó tất cả là bởi vì chúng ta thiếu đi sự kỷ luật. Và khi chúng ta kỷ luật hơn, chúng ta sẽ làm được nhiều việc hơn, thay vì luôn luôn trong trạng thái bận rộn mà chẳng việc nào ra hồn. Và kỷ luật thực sự là quan trọng, đặc biệt là khi chúng ta thực hiện công việc kinh doanh của mình. Hãy để tôi nói cho bạn nghe, bạn sẽ cảm thấy tự do và thoải mái hơn khi bạn kiểm soát được thói quen của mình. Và nếu bạn để mọi việc mặc cho nó đi đến đâu thì đến, thì bạn sẽ cực kỳ là đau khổ. Và sau đây tôi sẽ chia sẻ với bạn 4 cách để sẽ giúp bạn trở nên kỷ luật hơn. Cách số 1, đó là chấp nhận nỗi đau. Bạn biết đây là gì không? Đây là một con tôm hùm đang lột xác. Và là thật lạ, phải không? Vì chúng ta đều chỉ nghe đến câu chuyện của rắn lột xác, chứ chưa bao giờ nghe đến chuyện tôm lột xác bao giờ. Và các bạn biết không, đến một giai đoạn, con tôm này phải gỡ bỏ những lớp vỏ cứng trên cơ thể của mình ra. Và quá trình này thực sự và vô cùng đau đớn. Nhưng nếu nó không chấp nhận sự đau đớn đó và thoát ra khỏi lớp vỏ cũ, thì nó sẽ mãi mãi bị kẹt ở đó cho đến khi nó chết. Và bạn cũng vậy. Sự đau đớn và thất bại là một phần trong hành trình để đạt được thành công của riêng bạn. Mọi sự nỗ lực rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Chỉ cần bạn kiên trì với mục tiêu bạn đề ra thì bạn sẽ đạt được chúng. Thay vì né tránh những nỗi đau, bạn hãy học cách yêu chúng và chấp nhận chúng, để chúng là một nấc thang mà bạn ngày càng tiến tới gần hơn với con người mà bạn muốn trở thành. Cách thứ hai, đó là xác định chữ why. Chữ why ở đây là tại sao. Bạn phải luôn luôn đặt câu hỏi tại sao. Luôn luôn hỏi tại sao hôm nay mình phải làm những việc này. Chữ why của bạn phải đủ lớn thì bạn mới làm và có động lực để theo đuổi mục tiêu của bạn. Tại sao tôi phải làm những video như thế này? Không phải là cho vui thích, đúng không ạ? Và cũng không phải là bởi vì khi tôi thích thì tôi làm và tôi không vui thì tôi nghỉ đâu các bạn. Và đây cũng không phải là những video mà cha mẹ tôi bắt tôi phải làm hay chính phủ bắt tôi phải làm. Tôi muốn làm vì tôi muốn chia sẻ, tôi muốn truyền cảm hứng cho các bạn. Tôi muốn chia sẻ những kiến thức của tôi để các bạn một phần nào đó sẽ giúp các bạn thành công hơn trong cuộc sống của mình. Và rồi tôi nhận lại những lời cảm ơn, những sự động viên chân thành từ các bạn. Về điều đó thúc đẩy tôi làm nhiều hơn, mang lại giá trị nhiều hơn cho các bạn và cho cộng đồng này. Như tôi đã từng chia sẻ với bạn, tôi có thể chọn một công việc rất an toàn với vị trí giám đốc marketing của một tập đoàn lớn ở trong nước. Nhưng tôi lại chọn ở đây và để chia sẻ những video này với các bạn, và tôi mong nó hữu ích với các bạn. Vậy thì bạn hãy hỏi tự bản thân mình rằng, tại sao bạn lại làm những điều bạn đang làm và tại sao bạn muốn những điều bạn đang muốn? Đó có phải là vì cha mẹ bạn bắt bạn làm? Đó có phải là vì bạn bè bạn bắt bạn làm? Hay thực sự bạn muốn làm và muốn đạt được điều đó? Bạn muốn dậy sớm chạy bộ và vạch ra mục tiêu ngày cần phải hoàn thành của mình vì bạn muốn như vậy và muốn bản thân mình tiến bộ, hay chỉ vì muốn dậy sớm để đăng lên tường hay trên Facebook cá nhân của bạn để chứng minh rằng với mọi người mình đang có một cuộc sống lành mạnh, nhưng rồi ngày hôm sau bạn lại tiếp tục những thói quen cũ? Đến khi chữ why của bạn, chữ tại sao của bạn đủ lớn thì tôi tin rằng bạn sẽ có đủ động lực để từng ngày bạn kiên trì và theo đuổi mục tiêu của mình. Cách số 3, đó là loại bỏ sự sao lãng. Tôi luôn luôn nói với nhân viên của mình khi làm việc hãy tập trung và bỏ điện thoại sang một bên, vì mình là chủ điện thoại chứ không phải điện thoại làm chủ của mình. Bạn phải thực sự tập trung vào công việc bạn đang làm và loại bỏ những thứ gây sao lãng và làm giảm sự tập trung của bạn. Vì mỗi lần bạn sao lãng và mất tập trung, chúng dần dần lấy đi những khoảng thời gian mà đáng ra đó là những khoảng thời gian bạn cần phải tập trung cho những mục tiêu của bạn. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người đều đặn đến phòng gym chỉ để lướt Facebook, và rồi cuối ngày họ nhận ra mình đã lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng có một vấn đề chớ trêu thay, đó là ngày hôm sau họ lại lặp lại y chang những hành động và những thói quen như vậy. Cách số 4, đó là có tinh thần trách nhiệm. Hãy tập làm người có trách nhiệm với mục tiêu mình đề ra. Khi bạn đặt ra mục tiêu là phải dành thời gian để đọc sách mỗi ngày, thì kiên trì mỗi ngày và kiên quyết mỗi ngày dành ra một tiếng để đọc sách. Và khi chưa làm được điều đó thì đừng đi ngủ sớm. Và nếu bạn đặt ra mục tiêu rồi mà vẫn tự nhủ với bản thân rằng mình làm cũng được mà không làm cũng chẳng sao, thì đó là biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm và dần sẽ hình thành thói quen xấu dẫn đến một tính cách thất bại của bạn.
Và trên đây đó là 4 cách tôi chia sẻ để giúp bạn kỷ luật hơn trong cuộc sống. Và bạn hãy nghiêm khắc với chính bản thân mình để gặt hái những trái ngọt trong ngày mai. Và tôi xin chúc các bạn thành công và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.